5. Thiền sư Tổ Tâm Hối Đường Hoàng Long. Sư họ Ổ, quê ở Thủy Hưng, Nam Hùng. Thuở bé làm thơ sinh có tiếng. Năm 19 tuổi, sư bị mù mắt. Cha mẹ nguyện cho xuất gia. Con mắt sư sáng lại. Sư đến nương với Sa Môn Huệ Toàn ở chùa Long Sơn. Năm sau thi kinh nghiệp, sư chỉ dân thi liền được xuất gia. Sư tiếp trụ viện của thầy, chẳng thọ giới luật. Một hôm, sư bỏ chùa vào Tùng Lâm, yết kiến thiền sư Văn Duyệt ở Dân Phong, dừng lại đây 3 năm. Sư khổ vì chỗ cứng cỏi cô độc, bèn cáo từ thiền sư Duyệt ra đi. Duyệt bảo: "Hãy đến nương với Huệ Nam ở Hoàng Bá." Sư đến Hoàng Bá ở 4 năm. Tùy tri hữu mà cơ chẳng phát. Sư từ giả trở lại Dân Phong. Đến nơi thiền sư Duyệt đã tịch. Nhân đó, sư đến tựa ở Thạch Sương mà không có tham vấn. Sư thử xem truyền đăng đến đoạn tăng hỏi thiền sư Đa Phước: "Thế nào là một vườn tre của Đa Phước?" Đa Phước đáp: "Một cây, hai cây nghiêng." Tăng thưa: "Chẳng hiểu." Đa Phước nói: "Ba cây, bốn cây công." Khi ấy, sư liền giác ngộ, hiểu rõ được hai thầy. Sư liền đi thẳng đến Hoàng Bá. Vừa mới trải tòa cựu, Huệ Nam cười nói: "Ngươi vào thất của ta." Sư cũng thích thú vui mừng thưa: "Việc lớn xưa nay như thế, hòa thượng cần gì dạy người kháng thoại, hạ ngữ, trầm cách sưu tầm." Huệ Nam đáp: "Nếu chẳng dạy ông tầm cứu như thế, đến chỗ không dụng tâm, tự thấy tự nhận, là ta đã chôn vùi ngươi vậy." Sư thông thả chìm lặng ở trong chúng, thường đến thưa hỏi về cú ngữ của dân môn. Huệ Nam bảo: "Biết là việc bên liền thôi, ông dùng nhiều công phu làm gì?" Sư thưa: "Chẳng thế, con còn có chút nghi. Chẳng đến vô học, đâu hay bảy dọc tám ngang, xoay trời chuyển đất." Huệ Nam hứa nhận. Sau đó, sư đến yết kiến thiền sư Khả Chân ở Phong Nham. Khả Chân tiếp sư, lời nói rất lạ. Sư dừng ở đây 2 năm, Khả Chân quy tịch. Sư trở lại Hoàng Bá. Huệ Nam dạy phân tòa tiếp độ tăng chúng. Đến Huệ Nam dời trụ Hoàng Long. Sư sang yết kiến thiền sư Hiểu Nguyệt ở Phần Đàm. Hiểu Nguyệt dùng kinh Luận Tinh Nghĩa được nhập thần. Những vị đồng hàng ở các nơi nghe thấy đều cười, bảo là chủ yếu không tự hết đi, lại thả một cây cầu vào hang sâu. Sư nói: "Kìa cho hữu đắc mà đắc giữ trước ngừa sau, ta cho vô học mà học trăm sông về biển." Sư do có chút bệnh, dừng trụ ở Chương Giang. Chuyển dần phán quan là Hạ Ý Công, có nhã ý học thiền. Gặp Dương Kiệt Thứ Công than rằng: "Tôi đến Giang Tây, hận không gặp được thiền sư Huệ Nam." Thứ Công nói: "Có thượng tọa Tổ Tâm ở Chương Giang, Công hãy đến thưa hỏi, chẳng thiết gặp Huệ Nam." Ý Công liền đến ra mắt sư, cùng đàm luận tinh thần khoáng đạt. Đến bàn về triệu luận, cầu hội muôn vật làm chính mình và tình cùng vô tình chung một thể. Khi ấy, có một con chó nằm dưới bàn hương. Sư lấy cây thước đè giấy gõ con chó, lại gõ cái bàn, nói: "Con chó hữu tình nên đi, cái bàn vô tình vẫn ở. Tình cùng vô tình đâu thành một thể,
ỷ công không thể đáp được. Sư tiếp: vừa có suy nghĩ liền thành pháp du, đâu từng hội muôn vật làm chính mình. Thiền sư Huệ Nam quy tịch. Sư tiếp trụ trì Hoàng Long ngót 12 năm. Song tính sư thực lơ là không thích theo việc, năm phen xin nghỉ mới được rảnh việc nhàn cư. Tạ Cảnh ôn sứ trấn thủ Đàm Châu, thấy Quỳ Sơn thiếu người, đến thỉnh ba phen, sư vẫn từ chối. Sau Tạ Cảnh ôn thỉnh sư đến Trường Sa gặp một lần, sư liền đến. Cảnh ôn cầu xin nghe pháp yếu, sư vì ông nói đại cương ba thừa 12 phần giáo, giống như nói ăn, chỉ thức ăn cho người, đã nhờ đó nói thức ăn, cốt nơi mình nếm lấy, chính mình nếm được, liền rõ biết mùi vị kia là mặn là cay đắng. Tổ Đạt Ma từ Ấn Độ sang, chỉ thẳng tâm người, thấy tính thành Phật cũng lại như thế. Chân tính đã nhân văn tự mà bày, cố tại chính mình thấy được. Nếu hay thấy được, liền rõ biết trước mắt là chân, là vọng, là sinh, là tử. Đã rõ biết chân, vọng, sinh, tử, xem lại tất cả ngữ ngôn văn tự đều là lời nói hiển bày, trọn không có nghĩa thật. Như này không hiểu bệnh tại chỗ nào? Bệnh tại thấy nghe hiểu biết, vì chẳng biết như thật chỗ đến mê chân. Nhận cái thấy nghe hiểu biết này làm cái sở kiến của chính mình, đâu chẳng biết cái thấy nghe hiểu biết này đều nhân tiền trần mà có phân biệt. Nếu không cảnh giới tiền trần thì cái thấy nghe hiểu biết này đồng với lông rùa sừng thỏ, trọn không có chỗ nương. Tạ Cảnh ôn nghe được điều chưa nghe. Sự đáp câu hỏi của Hàng Thị Lan Tông Cổ rằng: nhân nghe khi xưa khai ngộ rỗng thênh không nghi, mà tập khí từ vô thủy đến nay không thể chống dứt. Song ngoài tâm không dư một pháp, chẳng biết phiền não tập khí là vật gì mà muốn dứt. Nếu khởi tâm này trở thành nhận giặc làm con, từ trước đến giờ chỉ có ngôn thuyết cho đến theo bệnh cho thuốc. Dù có phiền não tập khí, chỉ dùng tri kiến Như Lai trị nó, đều là lời quyền biến phương tiện dẫn dạy. Nếu là quyết định có tập khí để trị, lại là ngoài tâm có pháp mà có thể hết ấy. Ví như con linh quỳ lấy đuôi khỏa dấu, dấu lại hiện rõ, nên nói đem tâm dùng tâm lại thấy bệnh sâu. Nếu hay sáng tâm, ngoài tâm không pháp, ngoài pháp không tâm, tâm pháp đã không, lại muốn dạy cái gì hết. Sư vào kinh đô, phụ mã đô úy là Dương Công Sang thành tâm lễ đón và cất am ở ngoài quốc môn. Sư ở đây thời gian, lại sang phương nam chào Lô Sơn. Bành Khí Từ trấn thủ Cửu Giang gặp sư. Khí Từ thông dong hỏi: khi người lâm chung có chỉ quyết chăng? Sư đáp: có. Khí Từ thưa: xin được nghe lời này. Sư bảo: đợi Khí Từ chết liền nói. Khí Từ đứng dậy kính trọng nói: việc này phải là hòa thượng mới được. Sư thường làm bài kệ: bất trụ đường triều tự, nhàn di tống địa tăng, sinh nhai tam sự nạp, cố cựu nhất chi đằng, khất thực tùy duyên khứ, phùng sơn nhậm ý đăng, tương phùng mạc tương tiếu, bất thị lãnh nam năng. Dịch: chùa triều đường chẳng trụ, làm tăng đất tống nhàn, sinh nhai ba vật chính, cố cựu một cây hèo, tùy duyên đi khất thực, gặp núi mặc tình leo,
thấy nhau chớ cười mỉm, chẳng phải năng lãnh nam. Đọc bài thơ này, Khải Dĩ thấy được phẩm cách của sư. Sư tuổi già lại dời am vào chốn rừng sâu, bạc người lui tới hơn 20 năm. Mỗi khi đến ngày kỵ của thiền sư Huệ Nam, sư làm bài kệ: tích nhân khứ thời thị kim nhật, kim nhật ý nhiên nhân bất lai, kim ký bất lai tích bất giản, bạch dân lưu thủy phong bồi hồi, thùy dân bình xích bình trực trung hoàng hữu khúc, thùy dân vật lý tề chủng ma hoàng đắc túc, khả lân trì trục thiên hạ nhân, lục lục nguyên lai tam thập lục. Dịch: người xưa ra đi ngày nay thật, ngày nay như cũ người chẳng về, nay đã chẳng về xưa chẳng đến, mây trắng nước trôi gió quẩn quanh, ai bảo cần thước bằng trong ngay lại có công, ai bảo vật lý đồng gieo gai lại được lúa, đáng thương lận đận thấy mọi người. Sáu sáu xưa nay là Bâm Sáu, niên hiệu Nguyên Phù năm thứ ba, 1100, giữa đêm ngày 16 tháng 11, sư Diên Tịch thọ 76 tuổi, 55 tuổi hạ, vua ban hiệu là Bảo Giác. Sáu, thiền sư Khắc Văn Chơn Tịnh ở Phần Đàm. Sư họ Trịnh, quê ở Giang Hương, Thiểm Phủ. Họ Trịnh ở thế tục phần lớn làm công khanh. Sư sinh ra có những điều quái lạ, mồ côi mẹ sớm, thờ dưỡng mẫu rất chí hiếu mà không được thương. Dưỡng mẫu hà khắc sư một cách đau khổ. Cha ông thương xót, bảo đi du học bốn phương. Sư đến Bắc Tháp ở Phục Châu, nghe Kỳ Túc Quảng Công thuyết pháp, cảm động đến rơi lệ. Sư ở lại đây thờ Quảng Công làm thầy. Quảng Công cho sư hiệu là Khắc Dân. Đến năm 25 tuổi thì sở học, được xuất gia thọ giới Cù Túc. Sư học kinh luận đều được thấu đáo. Sư đi học các lớp giáo lý ở Kinh Lạc, nhân đi kinh hành tại Hàng Lan Điện Long Môn, thấy đắp tượng một vị tỳ kheo, con mắt như ở trong định. Bỗng nhiên sư tự mất, bảo người bạn rằng: chỗ ta chất chứa như Ngô Đạo Tử vẽ người vật, tuy thật là khéo mà chẳng phải sống. Khi ấy sư bỏ đi, nói: ta sẽ sang phương Nam học đạo. Niên hiệu Trị Bình năm thứ hai, 1065, sư an cư tại Đại Quy. Ban đầu nghe vị tăng tụng lời dân môn, tăng hỏi: Phật pháp như trăng trong nước phải chăng? Dân môn đáo: sóng xanh không đường thoát. Sư hoát nhiên có tỉnh. Khi ấy thiền sư Huệ Nam đang ở núi Hoàng Bá. Sư tìm đến đó, gặp Chơn Giác Duy Thắng làm thủ tọa. Một hôm Huệ Nam nhắc lời cổ đức: niệm tán trên lầu chuông, trồng rau dưới chân giường, bảo chúng hạ ngữ. Duy Thắng nói: cọp mạnh ngồi ngay lộ. Huệ Nam vui vẻ, bèn thoái diện để Duy Thắng trụ. Thiền sư Huệ Nam về am Tích Thúy an trụ. Sư đến am ba phen mà lời nói chẳng hợp, tự nói: lão này chỉ là tăng tu hành, không hiểu lời nói của ta. Sư ra đi, đến Thúy Nham yết kiến thiền sư Thuận. Thuận tri kiến rất cao mà thích nói sáng biềm, nên các nơi gọi là Thuận Ba Gia. Thuận hỏi sư: vừa rời chỗ nào? Sư thưa: Hoàng Bá. Thuận hỏi: am chủ được an vui chăng? Sư thưa: an vui. Thuận hỏi:
Ông người xứ nào? Sư thưa, Quan Tây. Thuận bảo, sao lời nói chẳng giống người Quan Tây? Sư thưa, đi du học hồi nhỏ. Thuận hỏi, làm tăng tại đâu? Sư thưa, xuất gia với Hòa Thượng Quảng tại Bắc Tháp. Hòa Thượng Quảng cùng Hòa Thượng Tú đồng tham sông Tuyền Úc. Thuận cười nói, Thiền sư Khoảnh cùng Nột Tổ Ấn tham dẫn hai vị đại lão này mà không hiểu ngữ thoại kia. Đến tôi hiện nay tham được chút ít thiền, cần thấy hai vị mà đã thiền quá. Thuận lại hỏi, Tân trụ trì Hoàng Lâm thế nào? Sư thưa, khỏe mạnh. Thuận nói, y chỉ hạ được một chuyển ngữ hay liền trụ Hoàng Lâm? Về thiền còn chưa mộng thấy. Sư nhân này đại ngộ, tôn chỉ lâm tế, liền thấy chỗ dùng của Huệ Nam. Sư bèn lấy mấy bài tụng gửi về. Huệ Nam đọc qua rất tán thưởng. Sư trở về tham lễ. Huệ Nam hỏi, từ chỗ nào lại? Sư thưa, Thúy Nham. Huệ Nam bảo, vừa gặp lão tăng không ở nhà. Sư hỏi, chưa biết đi đâu? Huệ Nam nói, Phổ Thỉnh ở Thiên Thai, dân tu tại Nam Nhạc. Sư thưa, nếu vậy học nhân cũng được đi tự tại. Huệ Nam hỏi, vậy mang dưới chân được ở đâu? Sư thưa, Lô Sơn 700 tiền mua được. Huệ Nam bảo, đâu từng tự tại? Sư chỉ thưa, đâu từng chẳng tự tại. Huệ Nam kinh ngạc, ở đây thời gian lâu, sư từ giả đến với hội Thúy Nham Thuận. Thiền sư Huệ Nam trụ Hoàng Lâm, sư cũng đến đó. Huệ Nam bảo, vừa rồi sai thị giả cuốn rèm. Hỏi y, khi cuốn rèm lên thì thế nào? Y đáp, xem thấy thiên hạ. Hỏi, khi buông rèm xuống thì thế nào? Y đáp, nước rỉ chẳng thông. Hỏi, khi chẳng cuốn chẳng buông thì thế nào? Y đáp, không được. Ngươi thử đáp thay xem. Sư thưa, Hòa Thượng tế thì giả xuống nhà niết bàn mới được. Huệ Nam gằn giọng nói, người Quan Tây quả không đầu não. Bèn nhìn tăng bên cạnh, sư chỉ vị tăng ấy nói, chỉ vị tăng này cũng chưa mộng thấy. Huệ Nam cười to. Sau khi thiền sư Huệ Nam quy tịch, sư dạo hoành nhạc trở lại thủ chúng ở Ngưỡng Sơn. Đến niên hiệu Hy Ninh thứ năm 1072, sư đến Cao An. Thái thú Tiền Công giặc Tiên Hầu ra mắt sư. Sư lại đến ra mắt Tiền Công. Trong bình phong có con chó chạy ua ra sủa. Sư đứng tránh một bên. Tiền Công diễu nói, thiền giả vẫn hay giáo hóa rắn cọp mà lại sợ chó sao? Sư đáp, cọp trong núi dễ dẹp, rồng dữ nhà khó trừ. Tiền Công khen rằng, thực danh chẳng dối. Tiền Công mời sư trụ Đồng Sơn, sau trụ Thọ Thánh. Tại Đồng Sơn, sư thượng đường dạy chúng. Dưới cửa Đồng Sơn, có khi hoa bùng hợp nước, có khi vách đứng ngàn nhẫn. Cả thảy các ông nghĩ nhầm chỗ hoa bùng hợp nước thấy Đồng Sơn. Đồng Sơn chẳng ở chỗ hoa bùng hợp nước. Nghĩ nhầm chỗ vách đứng ngàn nhẫn thấy Đồng Sơn. Đồng Sơn chẳng ở chỗ vách đứng ngàn nhẫn. Nghĩ nhầm tất cả chỗ thấy Đồng Sơn. Đồng Sơn chẳng ở tất cả chỗ. Ông chẳng cần thấy dây mũi của Đồng Sơn. Ở trong tay Đồng Sơn, toàn ngủ mê, nắm dây mũi kéo một cái, chỉ thấy con mắt định động lại chẳng biết nhau, lại chẳng cần biết Đồng Sơn. Hãy biết
chính mình là được. Sư trụ trì được 12 năm, chán sự ồn náo, xin nghỉ việc đi dạo Tam Ngô. Khi sư đến Kim Lăng, Dương Kinh Công mới về hưu, ở tại Định Lâm. Nghe sư đến ra nghênh đón, ông rất vui mừng đàm đạo trọn ngày. Công hỏi: các kinh ở đầu đều có nêu thời, xứ, riêng kinh Viên Giác không thấy là sao? Sư đáp: giáo lý đốn ngộ diễn bày là chỉ thẳng cho chúng sinh chỗ nhật dụng hiện tiền, chẳng thuộc xưa nay. Hiện nay lão tăng cùng tướng công đều nhập đại quang minh tạng, du hí tam muội, lẫn làm chủ khách, không can dự thời xứ. Kim Công rất vui, cùng em lập một ngôi chùa, thỉnh sư làm tổ khai sơn thứ nhất. Sư Đăng Tòa nói: đại chúng, một hội ngày nay cần biết chăng là tình duyên thời tiết thành Phật của đại chúng. Hội hôm nay là do Thừa tướng Kinh Quốc Công cùng Phán Phụ Tả Thừa tướng cúng nhà, hiến vườn rừng làm chùa, thỉnh Sơn Tăng Xiển Dương tụ ý. Quý vị là hiểu chăng? Chỉ thẳng cho đại chúng tức tâm kiến tính thành Phật, đại chúng tin được chăng? Nếu tự tin được, liền biết tính mình xưa nay thành Phật. Dù có chưa tin cũng sẽ thành Phật, chỉ vì mê đã lâu, chợt mới nghe nói thật khó mà tin được. Tất cả thiền tri thức trong thiên hạ xưa nay, tất cả thiền đạo, tất cả ngữ ngôn đều là từ trong Phật tính của thiền tri thức lưu xuất dựng lập. Song lưu xuất đó là ngọn, Phật tính là gốc. Gần đây Phật pháp đáng thương, phần nhiều bỏ gốc theo ngọn, bội chính hợp tà, chỉ nhận ngôn cú của cổ nhân làm thiền làm đạo, có gì giao thiệp? Dù cho Tổ Đạt Ma Tây Sang cũng không thiền. Có thể nói chỉ cốt đại chúng tự chứng tự ngộ, tự thành Phật, tự dựng lập tất cả thiền đạo, huống là thần thông biến hóa, chúng sinh vốn tự đầy đủ, chẳng nhờ tìm bên ngoài. Hiện nay phần nhiều người tìm cầu bên ngoài, bởi cội gốc tự không có chỗ ngộ, một bề làm khách đếm trân bảo cho người, trọn là hư vọng, chẳng khỏi trôi lăn trong sinh tử. Đại chúng, ngày nay hai tướng công kiến lập đại đạo tràng này, làm đại Phật sự, đưa chúng sinh ra khỏi khổ trôi lăn sinh tử, bày hiện diệu tâm tịch diệt rộng lớn xưa nay, khai phát thần thông đại quang minh tạng xưa nay, chỉ vì mê nên ở trong hàng phàm phu, ngộ thì chính nay là hiền thánh. Đại chúng, nói nhiều ác cách đạo càng xa, làm trò cười cho hàng đạo nhân mắt sáng. Trong chúng có người mắt sáng chăng? Thời nay Phật pháp lẫn lộn, cố phân tà chính, khiến mọi người chẳng rơi vào tà kiến, làm con mắt chính cho trời người, có chăng? Có chăng? Sư im lặng giây lâu, nói: tôi trọn chẳng dám khinh các người, các người đều sẽ làm Phật. Sư xuống tòa. Kinh Công rất vui, ông kể đạo hạnh của sư tâu về triều. Vua ra chiếu ban hiệu cho sư là Chân Tịnh Thiền Sư. Không bao lâu, sư chán sự ồn náo trở về Cao An, cất am dưới núi Cửa Phong, để tên là Đầu Lão. Học giả bốn phương kéo đến, được 6 năm, sư lại ra trụ trì Quy Tông. 2 năm sau, Trường Thiền Giác gặp sư ở Lô Sơn, cố thỉnh sư trụ trì phần đàm. Không bao lâu, sư lui về ở Dân Am. Niên hiệu Sùng Ninh, năm đầu 1102. Ngày mùng 1 tháng 10, sư mắc bệnh. Đến ngày rằm, bệnh sư nhẹ. Hôm nay, sư đem mọi dụng cụ cần thiết của sư phân phối cho đệ tử hết,
Giữa đêm 16, sư tấm gội rồi ngồi kiết già. Chúng thỉnh thuyết pháp. Sư cười nói: năm nay 78, bốn đại sắp rời rã, gió lửa đã ly tán, sắp đi còn gì nói. Nói xong, sư viên tịch thọ 78 tuổi.